Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 28 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Mưa dông vẫn đang chi phối Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đêm nay ở hai khu vực này cục bộ tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa là từ 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều mai đến ngày 2 tháng 11, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ khả năng sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong khi đó thì ở Nam Bộ, đợt chiều cường rằm tháng 9 âm lịch đang lên cao, nguy cơ sẽ gây ngập úng nhiều nơi. Từ ngày 29 cho đến ngày 31 tháng 10 sẽ là giai đoạn cao điểm, ngập lụt có thể xảy ra trên diện rộng vào sáng sớm và chiều tối. Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ vẫn có mưa dông rải rác, đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc với mức nhiệt trong khoảng là 21 đến 30 độ. Mưa dông cũng là thời tiết chủ đạo ở khu vực ở phía Đông Bắc Bộ, lưu ý là có thể đi kèm với các hiện tượng như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh, nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 21 độ. Bắc Trung Bộ thì ngày vẫn có nắng, mưa dông rải rác xuất hiện từ thời điểm chiều tối, mức nhiệt phổ biến trong khoảng là từ 22 cho đến 31 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ là trạng thái ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi với mức nhiệt quanh ngưỡng là từ 23 cho đến 33. Tây Nguyên và Nam Bộ thì cùng kiểu thời tiết là ngày nắng, mưa dông chỉ tập trung thời điểm chiều tối và đêm. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ. Còn với khu vực Nam Bộ lưu ý là trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mức nhiệt phổ biến trong khoảng là từ 24 cho đến 34. Trở ra miền Bắc, khu vực Hà Nội thì có đôi lúc mưa rào và dông, có thể đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày mai không vượt quá 29 độ. Xin được chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết cho khu vực tỉnh Bắc Giang. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh được tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió yếu trên cao gây mưa dông rải rác. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Cụ thể, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía đông nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời lạnh với mức nhiệt trong khoảng là từ 22 cho đến 26 độ. Các huyện ở khu vực phía tây thì nhiệt độ cao nhất ngày mai cũng chỉ khoảng là 26 đến 27 độ khi mà mưa dông vẫn xuất hiện rải rác cùng với gió đông bắc cấp 2. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận sẽ đón ngày cuối tuần với thời tiết se lạnh cùng với trạng thái nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng là 23 cho đến 27 độ. Phần cuối bản tin sẽ là bảng nền nhiệt độ các khu vực trong tỉnh cho 3 ngày tới.